Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thế nào là ID4MVT, thế nào là CD, thế nào là NVT, thế nào là MVT ID4, thế nào là MVT ID6. Đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái đầu CD theo xe. Đầu CD theo xe thì nó có kích cỡ là 1 DIN, mình phải gọi là 1 DIN. Thì nó chỉ sử dụng được CD. Ngoài chức năng CD thì cái những đầu đời mới thì có thêm chức năng Bluetooth, còn đời cũ hơn thì sẽ không có chức năng Bluetooth. Thì nó có bao gồm có cổng kết nối màn hình, một cổng USB, một cổng Bluetooth, một cổng sóng FM màu đen và một cổng sóng AM màu trắng. Một DIN thì nó sẽ mỏng nha. Đây là thế hệ đầu tiên CD theo xe, từ đời 2012 đến 2016, 2017 vẫn dùng cái đầu CD này. Hiện tại dòng G thì đã cũng dùng đầu CD này, một số bản cao thì dùng đầu NVT. Thế hệ thứ hai sau khi mà nâng cấp lên phía sau của thằng CD này là thằng NVT. NVT thì nó có kích cỡ là 2 DIN, thì đây các bạn nhìn này, dày hơn so với đầu CD, và nó có thêm ổ cứng ở đây, thêm ổ cứng thì cái khoang chứa của ổ cứng của nó thì nó sẽ dày hơn. Và nó cũng có các cổng tương tự như là đầu CD, jack cắm màn hình, vị trí nó khác một chút, jack cắm màn hình, cắm Bluetooth, có thêm cổng USB tùy theo loại đầu, 1, 2, 3, 4 cổng USB, một cái jack Wi-Fi, nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì không dùng được cái jack Wi-Fi này, có thêm anten GPS để sử dụng bản đồ. Ở Việt Nam, thị trường Việt Nam thì sử dụng bản đồ châu Á, Đông Nam Á, thì cái này cũng không chính xác lắm, nhưng mà cũng đáng tiền khi lên. Đó, tiếp đến là cổng FM vẫn màu đen giống như đầu CD, AM màu trắng, đây là jack nguồn tổng, tất cả đều giống nhau. Đầu này thì nó có thêm ưu điểm là có thêm ổ cứng, có thêm bản đồ và của Harman sản xuất. Harman sản xuất nên là chất lượng âm thanh sẽ cải thiện tốt hơn. Tiếp theo cái thế hệ sau của thằng NVT thì nó là NVT Evo. Mọi người thì hay gọi nó là NVT Evo ID4. Thực tế thì về mặt giao diện, NVT ID4, NVT thường và NVT ID4 là giao diện giống nhau. Nhưng thằng này thì có thể upgrade lên ID5, ID56. Ưu điểm của nó là giao diện đẹp hơn, các cổng kết nối giống như thằng NVT thường, cũng có cổng màn hình, cổng USB 1, USB 2, cổng Bluetooth, và có thêm một cổng màu vàng này, cổng Wi-Fi, và có thể dùng được khi mình kết nối Apple CarPlay không dây, GPS, FM, AM. Nó kích thước là 1,5 DIN. Tính năng thì nhiều hơn thằng NVT thường này, là có thêm Apple CarPlay, dung lượng ổ cứng vẫn thế, RAM chip cao hơn, xử lý tốt hơn, nhanh hơn. Tiếp theo phía sau, thế hệ phía sau của NVT Evo ID4 là NVT Evo ID56. NVT ID56 này thì cũng có rất nhiều loại. Đây em lấy một loại để mô. Thường thì NVT Evo ID56 về cấu hình RAM chip cao hơn một chút so với ID4, cũng có cổng màn hình USB 1, USB 2, Bluetooth, Wi-Fi, nhưng ID56 thì bản thường xuyên mà sử dụng nhất, phổ thông nhất thì nó không có cổng GPS. Và mình sẽ muốn dùng GPS thì mình sẽ dùng bản đồ ở trên Google Maps. Thằng này cũng dùng được bản đồ Google Maps qua ứng dụng CarPlay không dây, FM1, FM2 và hai cổng đáp này để kết nối ATM. Khi mà mình connect TV hoặc là GPS thì cũng có thể kết nối qua đây hoặc qua đây. Và nó có thêm cái ưu điểm của thằng NVT Evo và NVT thường thì nó sẽ có thêm một cổng quad lock. Cổng quad lock này để mình kết nối để upgrade phần mềm trên xe. Phân biệt giữa ID56 và ID4
thì đây ID 56 thì sẽ màu đầu sẽ thân đầu màu trắng, ID 56 thì thân đầu sẽ có màu đen. Và cái ID 56 này thường là sản xuất từ 27 trở lên, còn ID 4 thì là 25 26. Tiếp đến là mình sẽ phân biệt cho các bạn cái màn hình. Đầu CD nguyên bản thì sử dụng màn hình 5.6 inch, còn đầu NVT ID 456 thì sử dụng màn hình 8.8 inch, lớn hơn, tràn viền và độ phân giải cao hơn. Đó. Ngoài cái màn hình 8.8 thì mình có thể sử dụng thêm màn hình 10.25 của G30. Màn hình này thì độ phân giải cao hơn và có thể touch trên cảm ứng ở trên màn hình. Đây là cái giao diện của màn này, màn G30 và màn F30. Đó. Màn này là 10.25, màn này là 8.8. Đối với series 3 thì có thể sử dụng màn hình 8.8 inch hoặc 10.25 inch. 10.25 inch này thì chỉ việc đặt lên thôi, không phải không chế cháo gì cả. Còn màn hình 8.8 này thì hoàn toàn là cảm giác. Ok.